Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về bột dừa các bác. Đây là cái bột dừa này, một bao rất là nhẹ. Bao chỉ rơi tầm khoảng 3 cân. 3 cân, 4 cân. Nhưng mà cái này mà khi mà gặp nước thì nó phải nói rất lặng. Cực lặng luôn. Hôm nay em về tiếp một xe vật tư, dùng các loại chậu, vỏ thông, cả nên phân chuồn cuối về mít này, một sản phẩm được những người chơi lan rất là tin dùng. Em cũng dùng cho nhà em và cảm thấy rất là ok. Đấy, phân chuồn cuối này em bán là 50.000 một cân bao ship. Phân chuồn cuối V-Mid. Hàng này em thấy là nhiều người sử dụng và tin tưởng nhất này. Đấy. Các sản phẩm chuồn cuối xuất hiện nhiều và cạnh tranh nhiều, tuy nhiên là không thể bằng nó được. Em về cả những cái chậu nhựa là để trồng địa lan này. Đây này, các bác nhìn thấy toàn bộ những cái vườn địa lan của em là đều sử dụng cái chậu màu đỏ này. Chậu này nó có những cái mã như là E28, E30, E32, E225. Nó sẽ không gọi ấy mà nó sẽ gọi là E bởi vì chiều cao của chậu. Đây. Đấy, một cái chậu nhựa như này em bán là 8.000 một cái bao ship này. Đây 8.000 một cái. Đấy chậu nhựa đỏ, chậu địa lan. Chậu này những cái chậu địa lan thì có một cái đặc biệt là nó rất là ưa cái bộ rễ dài, càng dài thì cây địa lan càng khỏe. Cái giá thể càng chặt, nghĩa là cái trong cái không gian ở cái trong cái chậu này càng chật thì địa lan càng phát triển. Đấy, cái này em bán 8.000 một cái bao ship. Đấy, địa lan, chậu trồng địa lan. Hôm nay em về thêm rất là nhiều chậu bí, chậu sen này. Loại này loại không có lan, không có lan phụ. Bởi vì bây giờ thời buổi bây giờ có rất nhiều là những cái dòng bây giờ có cái túi lưới bọc chậu ấy, nó rất là dễ dùng. Cho nên cái lan phụ thậm chí bây giờ cũng không còn quan trọng nhiều nữa các bạn. Đấy. Đấy, những lan đây là chậu bí của dạng 25 và bí 30. Bí 30 trong lòng nó đây, các bác nhìn bí 30 này. Nó ghi chữ 30 là 300 nhá. Nhưng mà trong lòng nó các bác nhìn em đo này. Đấy, nó chỉ được thế này thôi. Thế bọn nó sản xuất kiểu gì luôn, nhưng mà nó sản xuất vậy thì em phải ghi vậy các bạn. Đúng là thật sự là rất là khó chịu. Nhiều bác không ấy tin tưởng, nên là đây là những chậu sen đẹp này. Đây những cái sen nhựa cực kỳ đẹp và cứng này. Cái này có độ bền ở trên dưới 15. Đấy. Cái này em vừa về theo xe hàng nhưng chưa có giá, phải mai em báo giá. Bên trong này thì em vừa có cái thảm cỏ nhân tạo này. Có nào đấy thảm cỏ nhân tạo thì để tối em báo giá nhé. Đây là thảm cỏ xanh này. Em về thêm cả thảm cỏ nhân tạo nữa. Các bác thấy tất cả các vườn lan đột biến bây giờ đều có màu xanh xanh, người ta hay ấy, xanh xanh là những thảm cỏ đấy. Cỏ này sử dụng trong bóng đá nhưng mà rải lên dàn lan cũng rất là đẹp và ngồi rất là ok. Phân chuồn cuối B1 thái 1 lít cũng vừa về. Đấy, lọ 1 lít này thì nó tiết kiệm quá. 1 lít này có 140.000 một lọ bao ship thôi. Đấy, B1 thái. Còn đây là phân cá hồi gióc. Đây là Ben 1 của Hùng Nguyễn này. Đấy, 60.000 một cân, 60.000 một hộp. Em về thêm khá là nhiều loại phân thuốc nữa, tuy nhiên là chưa đọc. Có cả N3M này. N3M 18.000 một nọ. Đây là cái dán chậu. Còn đây là Humic. Phân Hàn Quốc 20-10-10 này. Em bán là 101 một cân. Còn đây là phân xanh Mỹ này. Phân xanh Mỹ em bán là 160 một cân, phân trắng Nhật là 220. Các loại phân thuốc của em đợt tư đợt này về khá là nhiều và đầy đủ để phục vụ cho các bác. Vỏ thông em vẫn bán là 16.000 một cân bao ship. Đấy, vỏ thông này 16.000 một cân bao ship này. Đấy, số 2 cũng 16.000. Đấy, vỏ số 2 cũng 16.000 một cân bao ship. Số 1 thì 15.000 bao ship. Em về thêm phan trí gieo hạt hàng Việt Nam này. Đấy. Ở bên kia vẫn còn nhiều nhưng em vẫn cho về thêm. Bởi vì là cứ lấy thật nhiều về để nuôi nó lớn, càng ngày càng lớn dần. Bán giá cho các bác cũng vẫn là hợp lý. Đây. Đấy, một chậu đẹp như này. Chỉ có 70.000 thôi. Đấy, phan trí gieo hạt càng lớn nó càng chứng minh được cái bộ lá dày, cứng và giống mẹ nó, gần như là y đúc. Nếu cây xanh Huế này, nếu cây phan trí gieo hạt này chỉ một năm nữa thôi mà lá nó to nữa thì sẽ gây ra rất nhiều những cái vấn đề cho dòng lan phan trí Việt Nam.
thì nó gần như giống nhau, lá cũng dày gần như nhau. Kiếm này nếu mà bác nào không phân biệt được thì sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Ở nó giống nhau quá, chẳng qua hoa chưa sổ thôi. Còn đây là xích ngọc trắng, em bán 300 một chậu này. Hôm nay em về thêm được ít xanh thái nữa. Đây xanh thái em vừa bổ chậu to để chuẩn bị trồng đấy các bạn. Chỉ có 400.000 một thân xanh thái thôi. Đấy, xanh thái là hàng nó cũng hoa cũng màu xanh vàng. Nhưng mà nó lại là hàng thái. Đấy. Đây em còn hai khóm hoàng long thái này, hoàng long thái thì 700 một thân. Các bạn nào lấy cả hai khóm này em bán triệu 3 thôi nhé. Còn hai khóm hoàng long thái đẹp nhất này, hôm nọ chậu to nhưng bổ đi rồi. Đấy, còn đây là xanh thái. Đấy, xanh thái. Đấy, để mai em trồng hết vào trong những cái chậu. Bên này có những cái phan chí bản lá khủng khiếp luôn này. Đấy. Bản lá khổng lồ luôn này. Đấy. Thân này là bản lá của nó gần 6, hơn 5. Đấy, thân này em bán 6 triệu, đấy, hay là đắt. Còn thân này 5 triệu rưỡi này, đấy, bản lá to. Nhìn cái bản lá to chơi phan chí sần sướng. Lá to, dễ chơi. Bên này là semi dêm và semi lưỡi đỏ. Semi lưỡi đỏ là thân này 850 này. Đấy, nhìn các bác nhìn cái thân, những cái thân semi lưỡi đỏ, nhìn thân thủ nó rất là phi phàm. Thế còn một thân bình thường như này em bán là 600. Đây hình số 6 là 600. Còn đây là semi dêm. Semi dêm hàng của Thái Lan. Semi dêm em bán với giá là 500 một thân. Đấy, hiện tại nhà em lượng hàng hóa cũng không có được nhiều lắm. Còn đây là kiếm giang vạn bảo. Em bán 800 một thân. Đấy. Hồng vạn bảo hay giang vạn bảo thì đều là nó các bác nhé. Nó là một cây thân thì hoa thì lô hội, thân thì bicolo. Thân của nó rất khủng bố. Hoa đặc biệt, riêng cái giang vạn bảo này hoa lại thơm. Các loại khác thì em không thấy thơm, nhưng mà riêng dòng này thơm, nên là đến mùa hoa là ong bướm với cả con bọ trĩ nó đến vào nó ăn rất là nhiều. Đấy, 800 một thân giang vạn bảo. Đấy, hôm nay em về thấy cả bọn hàng gieo hạt này nữa này. Gieo hạt về 2 thùng. Mai em xếp ra. Đấy, còn bên này vẫn là vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng em vẫn bán là 200 một thân. Bao ship. Đấy, còn xanh Huế hàng gieo hạt đây các bạn. 6.000 một cốc thôi. Cây dài đẹp lắm. Đây. Xanh Huế thì nó dài hơn phan chí tự thụ thì cây lúc nào nó cũng lùn kiểu này. Nó không được to đâu. À, nó không được dài đâu. Càng nuôi lớn thì nó càng ngắn lại, dài thế đó. Nhưng giống dòng phan chí gieo hạt của Việt Nam này nó khác. Tuyết ngọc thì em bán là 300 một thân. Đấy, em còn mấy thân này. Đấy, 300 một thân đấy các bác nhé. Thân tơ này về ươm giống rất là ngon này. Đây. Toàn thân 300, mấy chỗ này em bán 300 một thân hết. Đấy, kiếm trắng tuyết ngọc 300 một thân bao ship. Vàng cánh bầu em còn khá là nhiều. Đấy, một mẹ một con em bán là 230 bao ship. Mùa này là mùa của lô hội đang bắt đầu đẻ con và sinh sôi lẩy lở rất là nhanh. Cây lớn rất là nhanh đúng không ạ? Đây có một cặp tuyết ngọc với vàng cánh bầu là combo 150 này. Em vẫn hay bán combo 150 là những cái thân già. Thân già để các bác có thể tập chơi và tập thí nghiệm. Giống cả các bác. Có gì mai em báo giá sau ạ.